lần đầu video lần này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một tựa game mới có tên là Ninja Shuriken. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với map level trước ha. Tap to jump was spin thì chúng ta sẽ ta phải nhảy vào làm sao là không chạm vào những cái vật chướng ngại vật sắc nhọn như thế này. Easy. Yeah. Vâng. Và nó có khá khá những câu khích lệ khi mà các bạn qua một ác động. Nó sẽ có những câu khích lệ khi mà các bạn đã vượt qua một quãng đường đầy chông gai chăng. Cái tựa game này khiến mình liên tưởng đến tựa game Flappy Bird các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy cái màu đỏ đấy không ạ? Đó chính là cái chỗ mà các bạn đã vừa hy sinh ở đó. Ai thế? Cố lên, sắp vượt qua rồi. Đến từ những pha xử lý hơi cồng kềnh. Trời ạ. Khi nói chung là phần level này thì nó có rất là nhiều map và đây nó sẽ ghi tổng số lượt chết của các bạn ở trong một cái map. Đây. Và sau khi qua map 2 các bạn sẽ qua các map tiếp theo như thế này. Nó có 16 map. Đó. Nghe thử challenger ha. Tap to jump. Đi xa nhất có thể. Sẽ đi được. Mình cố gắng đi xa nhất có thể của mình. Đang không ta? Thế là chết rồi. Rồi xong, mình phải chết. Thật là kinh khủng. Giết tất cả để có được số điểm. Để có được điểm. Và mình đã không giết được cái gì cả. Ok. Các bạn là cái chế độ Endless thì các bạn hãy cố gắng giết được nhiều điểm nhất có thể. Chế độ Challenger là các bạn đi xa nhất có thể. Và chế độ Levels có nghĩa là vượt qua các thử thách của mỗi map. Nó sẽ đưa ra mỗi map có một thử thách khác nhau. Nhưng điểm kết cuối cùng vẫn là cái chuông. Và bao giờ các bạn chạm được đến cái chuông đó thì các bạn sẽ qua map. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye bye.